Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 3 thân mến. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển bài tập hàng ngày tiếng Việt 3 tập 2 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong bài số 6, Cây gạo. Phần đầu tiên là phần đọc. Để thực hiện được các yêu cầu của phần đọc này, thì các em sẽ mở sách giáo khoa lớp 3 tập 2 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống, bài đọc Cây gạo trang 27. Trước tiên, cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung bài đọc. Sau đó, dựa vào nội dung bài đọc thì cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện được các câu hỏi của phần đọc. Bây giờ, cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc như sau. Cây gạo. Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa tươi, hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh, lung linh trong nắng. Chào màu, sáo sậu, sáo đen, đàn đàn lũ lũ, bay đi bay về, lượn lên lượn xuống. Chúng nó gọi nhau, trò chuyện, trêu ghẹo và tranh cãi nhau, ồn mà vui không thể tưởng được. Ngày hội mùa xuân đấy, cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, cành nặng trĩu những hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót. Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn, cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn ã, lại trở về với dáng vẻ xanh mát, trầm tư. Cây đứng im, cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ. Bài đọc theo tác giả Vũ Tú Nam. Như vậy, cô đã vừa đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc Cây gạo. Bây giờ, dựa vào nội dung bài đọc, cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện các câu hỏi trong phần đọc như sau. Bài tập số 1. Loài cây được miêu tả trong đoạn văn là A. Cây đào, B. Cây gạo, C. Cây đa và D. Cây phượng. Với bài tập số 1 này thì các em sẽ thấy rằng ngay nội dung và ngay phần nhan đề của bài đọc là cây gạo. Vậy thì với bài số 1, các em sẽ chọn đáp án B, loài cây được miêu tả là cây gạo. Bài tập số 2, hãy gạch chân vào hoạt động của những đàn chim trong đoạn văn sau. Chào mào, sáo sậu, sáo đen, đàn đàn lũ lũ, bay đi bay về, lượn lên lượn xuống. Chúng nó gọi nhau, trò chuyện, trêu ghẹo và tranh cãi nhau, ồn mà vui không thể tưởng tượng được. Ngày hội mùa xuân đấy. Trích cây gạo của Vũ Tú Nam. Vậy thì trong bài tập số 2 này, các em sẽ thấy hoạt động của những đàn chim trong đoạn văn như sau. Đàn chim thì có hoạt động đó là bay đi bay về, lượn lên lượn xuống, gọi nhau, trò chuyện, trêu ghẹo, tranh cãi nhau. Đây là những hoạt động của đàn chim ở trong đoạn văn. Các em sẽ quan sát và gạch chân dưới các từ ngữ và cụm từ mà cô vừa gạch chân ở trong vở bài tập của các em. Bài tập số 3. Hết mùa hoa gạo, hình ảnh cây gạo hiện lên như thế nào? Em hãy tìm và ghi lại hình ảnh đó. Với bài tập số 3 thì các em sẽ dựa vào các câu văn ở trong đoạn văn như sau. Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn, cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn ã, lại trở về với dáng vẻ xanh mát, trầm tư. Cây đứng im, cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ.
Vậy các em sẽ ghi đáp án ở trong bài tập số 3, đó là hết mùa hoa, hình ảnh cây gạo hiện lên với dáng vẻ xanh mát trầm tư, cây đứng im, cao lớn, hiền lành. Tiếp theo, các em quan sát bài tập số 4. Viết một câu cảm thể hiện cảm xúc của em đối với cây gạo trong bài đọc. Với bài tập số 4 thì các em sẽ dựa vào kiến thức mà chúng ta đã học về câu cảm. Câu cảm thì sẽ thường có từ cảm, chẳng hạn như thật, ôi hay quá. Ngoài ra thì nó sẽ có dấu chấm than để kết thúc câu. Vậy thì với bài số 4, cô sẽ có một câu mẫu cho các em như sau. Cây gạo trong bài văn thật đẹp và rực rỡ. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang bài tập của phần viết. Yêu cầu bài tập này như sau, các em sẽ viết vào trong vở bài tập chữ P và chữ Q in hoa. Sau đó các em sẽ viết một câu có chứa chữ P in hoa, đó là câu phố xá đông vui, và một câu có chứa chữ Q in hoa, đó là câu quyết chí bền gan. Các em sẽ viết vào phần ô trống ở trong vở bài tập. Khi viết thì các em sẽ chú ý viết thật cẩn thận, nắn nót, sạch đẹp, đúng cỡ chữ và đúng chính tả các em nhé. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang phần luyện tập. Phần thứ nhất, luyện từ và câu. Bài tập 1, em hãy điền các từ chỉ địa điểm sau vào chỗ trống sao cho thích hợp. Câu A, ô trống, ve kêu ra rả. Các em sẽ chọn trong các vòng cây hay dưới mặt đất. Trong trường hợp câu A này, những con ve thì sẽ thường sống ở trong các thân cây hoặc là trong các vòm lá cây, chứ không sống ở dưới mặt đất. Vậy chúng ta sẽ chọn từ chỉ địa điểm, đó là trong các vòm cây, để điền vào ô trống trong câu A. Sau khi điền xong thì chúng ta sẽ có cả câu như sau. Trong các vòm cây, ve kêu ra rả. Với câu B sẽ gồm có ô trống và các từ ong bướm bay lượn rộn ràng. Các em sẽ chọn trong các vườn hoa hay trên mặt nước. Vậy thì thông thường trong các vườn hoa thì sẽ có nhiều ong bướm bay lượn, chứ ong bướm sẽ không bay lượn trên mặt nước. Vậy chúng ta sẽ viết từ chỉ địa điểm ở trong câu B, đó là trong các vườn hoa. Cuối cùng, các em quan sát ý C. Em và các bạn thả diều, ô trống. Các em sẽ chọn trên cánh đồng hay dưới lòng đường. Vậy thì với ý C này, các em sẽ thấy rằng hoạt động thả diều nếu như thả ở dưới lòng đường thì sẽ rất nguy hiểm. Và vậy nên các bạn sẽ thả diều ở trên cánh đồng. Đây là một địa điểm hợp lý cho ý C. Các em sẽ ghi vào trong ô trống trên cánh đồng. Tiếp theo, các em quan sát bài tập số 3. Em hãy đặt câu cho phần in đậm dưới đây. Với bài tập số 2 này, các em sẽ quan sát các phần in đậm và chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho các phần in đậm đó. Với câu A, trên cánh đồng hoa cúc nở vàng rực. Vậy câu A, cụm từ in đậm trên cánh đồng chỉ địa điểm, thì chúng ta sẽ có câu hỏi cho phần này. Đó là hoa cúc nở vàng rực ở đâu? Câu B, trong vườn chim chóc đua nhau hót. Thì các em sẽ thấy cụm từ in đậm, đó là trong vườn. Trong vườn thì cũng chỉ địa điểm. Vậy thì chúng ta đặt câu hỏi như sau. Chim chóc đua nhau hót ở đâu? Và câu cuối cùng, hai bên bờ sông, hoa phượng vĩ nở đỏ rực. Cụm từ in đậm, đó là hai bên bờ sông, chỉ địa điểm.
thì chúng ta sẽ đặt câu như sau. Hoa phượng vĩ nở đỏ rực ở đâu? Tiếp theo, các em quan sát bài tập số 3. Hãy quan sát tranh, tìm những sự vật có đặc điểm giống nhau, chẳng hạn như về hình dạng, màu sắc, và đặt câu so sánh với các sự vật đó với nhau. Với bài tập số 3 này, các em sẽ quan sát các hình ảnh, sau đó các em sẽ xem các hình ảnh thì có những đặc điểm gì giống nhau và chúng ta sẽ đặt câu so sánh các sự vật đó với nhau. Trước tiên, các em sẽ thấy có hình ảnh cây gạo và hình ảnh ngọn hải đăng. Thì cả hai sự vật này đều có đặc điểm, đó là đều rất cao. Vậy chúng ta sẽ có câu so sánh hai sự vật này như sau. Cây gạo cao như ngọn hải đăng. Trong câu này các em sẽ thấy có sự vật so sánh là cây gạo. Sự vật được so sánh đó là ngọn hải đăng. Chúng ta có đặc điểm so sánh là cao và từ so sánh là từ như. Tiếp theo, các em thấy hình ảnh ở phía bên cạnh là hình ảnh ba bạn học sinh với những hình ảnh mầm non. Vậy thì những bạn học sinh sẽ non nớt, bé nhỏ như những mầm non. Vậy thì chúng ta sẽ đặt câu đó là ba bạn học sinh như ba mầm non. Trong câu này thì cô đã sử dụng hình ảnh so sánh thứ nhất, đó là ba bạn học sinh, với từ được so sánh đó là ba mầm non, và từ so sánh đó là từ như. Tiếp theo, các em quan sát bài tập số 4. Hãy gạch chân những sự vật được so sánh với nhau trong khổ thơ sau. Thân dừa bạc phách tháng năm, quả dừa đàn lợn con nằm trên cao. Đêm hè hoa nở cùng sao, tàu dừa chiếc lược trải vào mây xanh. Đoạn thơ trích trong bài đọc Cây dừa của tác giả Trần Đăng Khoa. Vậy thì ở trong đoạn thơ này, các em sẽ thấy có những sự vật được so sánh với nhau như sau. Ở câu thơ thứ hai, các em thấy quả dừa được so sánh với đàn lợn con. Những quả dừa thì mọc ở trên cao và san sát nhau, hình ảnh giống như những chú lợn con đang nằm ở trên cao. Và thứ hai thì các em thấy hình ảnh tàu dừa được so sánh với chiếc lược. Những chiếc tàu dừa thì các em sẽ thấy những chiếc lá sẽ chĩa ra như hình những chiếc răng lược. Chính vì vậy mà tàu dừa được so sánh với chiếc lược. Đây là đáp án trong bài tập số 4. Các em sẽ quan sát và gạch chân vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo, các em sẽ quan sát phần luyện viết đoạn. Yêu cầu của phần này như sau. Em hãy viết một đoạn văn miêu tả khu vườn nhà em hoặc ông bà em theo các mục trong gợi ý dưới đây. Gợi ý như sau. Khu vườn đó là của ai? Khu vườn đó nằm ở đâu? Khu vườn đó có đặc điểm gì? Chẳng hạn như trồng cây ăn quả, trồng hoa, trồng rau. Em sẽ làm gì để chăm sóc khu vườn? Chẳng hạn như tưới nước, chăm bón. Và cuối cùng, tình cảm của em đối với khu vườn đó như thế nào? Chẳng hạn như yêu thích. Vậy thì với phần gợi ý này, cô sẽ có đoạn văn tham khảo cho các em như sau. Nhà ông bà em có một khu vườn nho nhỏ ở góc nhà. Góc bên trái của khu vườn trồng rất nhiều loại cây ăn quả như cam, mít, bưởi. Góc bên phải của khu vườn là những cây hoa hướng dương, màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời. Ở giữa khu vườn là những luống rau non mơn mởn. Thi thoảng, ở trong vườn có những đàn chim kéo đến, hót líu lo, nghe rất vui tai. Hằng ngày, em và ông bà tưới nước, bón phân, chăm sóc cho khu vườn ngày càng tươi tốt hơn. Em rất yêu thích khu vườn nhà ông bà em.
Đây là đoạn văn mẫu của cô sau khi thực hiện các câu hỏi gợi ý ở phía trên. Các em sẽ tham khảo và sau đó thì có thể quan sát một khu vườn của nhà em hoặc nhà ông bà em và sau đó thì viết một đoạn văn miêu tả vào trong phần ô trống phía dưới của vở bài tập. Khi viết thì các em sẽ chú ý viết thật là nốt, cẩn thận, sạch đẹp, đúng chính tả các em nhé. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong các câu hỏi và bài tập trong bài số 6, cây gạo. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong cuốn Bài tập hàng ngày, tiếng Việt 3, tập 2 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.